Vân Mai Hương là một ca sĩ nổi tiếng, Á quân Việt Nam Idol khi 17 tuổi, cực kỳ quậy, sức khoái và khá quyến rũ. Vân Mai Hương là cái tên đang hot trong làng giải trí Việt hiện nay và được rất nhiều fan hâm mộ theo dõi trên trang cá nhân cũng như Facebook. Vân Mai Hương sinh ngày 27 tháng 9 năm 1994, quê ở thủ đô Hà Nội, Việt Nam, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Khởi đầu con đường ca hát, Vân Mai Hương chọn thi vào Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và bắt đầu thành danh khi tham gia Việt Nam Idol 2010. Hầu hết người hâm mộ đều biết rằng cô đã vấp phải sự phản đối của bố trong suốt thời gian đầu theo đuổi đam mê. Dù biết bố mình muốn mình làm nghề báo chí hoặc truyền hình, nhưng Vân Mai Hương vẫn kiên trì thuyết phục phụ huynh để lựa chọn âm nhạc. Cô hạnh phúc chia sẻ cùng fan trên trang cá nhân rằng bố mình là vậy, nghiêm khắc nhưng thường xuyên thương nhớ nên lấy cớ âm thầm đồng hành cùng cô trên mọi quyết định. Nữ ca sĩ còn dí dỏm nói thêm, có người hỏi Hương còn ít tuổi đã xa nhà để làm việc, vậy có buồn không, nhớ nhà không? Thật may là có, nhưng dù ở đâu, Hương vẫn là cô công chúa được cưng nhất Đông Dương nên không buồn nhiều đâu. Cô được gia đình cho theo học nhạc và sinh hoạt âm nhạc từ nhỏ. Cô từng tham gia sinh hoạt ở câu lạc bộ họa mi Hà Nội và cũng từng tham gia biểu diễn nhiều chương trình của thiếu nhi. Em thôi lặng thầm, có ai cầm tay em gọi tên em và yêu em những khi giận hờn để đem về từng hơi thở còn nồng ấm chiếc hôn ta nồng nàn nói cho nhau những hẹn thề. Có ai nếu như ngày anh bước đến vì anh đã tại vòng chung kết Việt Nam Idol 2010, cô là thí sinh nhỏ tuổi nhất được ban giám khảo và khán giả đánh giá cao về kỹ thuật trình diễn cũng như thể hiện được bản sắc riêng biệt. Sau khi đạt giải Á quân Việt Nam Idol, cô đã phát hành đĩa đơn đầu tay và đĩa đơn quảng bá cho hãng Pons mang tên Ngày Mới Trắng Hồng và quyết định nam tiến để chính thức tấn công vào thị trường âm nhạc Việt Nam. Cô chia sẻ, tôi muốn hát nhiều thể loại khác nhau để tìm kiếm phong cách mà khán giả yêu thích nhất. Hình ảnh trẻ trung và năng động là điều tôi muốn hướng tới khi thực hiện bất cứ sản phẩm âm nhạc nào. Sau single Nếu Như Anh Đến và Ngày Chung Đôi, Vân Mai Hương phát hành album đầu tay Hãy Mỉm Cười. Album Hãy Mỉm Cười là tập hợp những sản phẩm mới được nhà sản xuất Huy Tuấn tuyển lựa kỹ càng từ những sáng tác của nhiều nhạc sĩ tên tuổi như Nguyễn Đức Cường, Giáng Son, Huy Tuấn, Đức Trí, Minh Vương, Hà Quang Minh, v.v. Album chính là thông điệp của nữ ca sĩ muốn gửi tới khán giả. Cô chia sẻ, ở tuổi 17 tôi không muốn thể hiện những ca khúc quá già dặn so với tính cách cũng như tâm hồn. Âm nhạc của tôi hướng đến khán giả, tuổi teen, đồng trang lứa. Đó cũng chính là những ca khúc nhạc teen lành mạnh, văn minh hiện đại, hàm chứa những cá tính nghệ thuật rõ rệt. Sau album đầu tay Hãy Mỉm Cười, Vân Mai Hương trình làng ca khúc Chuyện Tình Nhà Thơ với ca từ đáng yêu, trong sáng được nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường viết riêng cho cô. Ngay từ tên gọi của album, khán giả đã có thể hiểu được phần nào nội dung của những ca khúc, những tâm tư mà nữ ca sĩ muốn truyền tải đến bạn nghe nhạc. Với những bản ballad ngọt ngào, nhiều trải nghiệm, Vân Mai Hương đã cho thấy mình trưởng thành hơn như thế nào. Bên cạnh những bản ballad lần đầu tiên Vân Mai Hương thử sức, nhạc sĩ Huy Tuấn, người biên tập album, vẫn đưa vào 18 cộng các bản pop dance, R&B từ vừa phải đến nhanh để cho thấy một Vân Mai Hương tuy đã trưởng thành nhưng vẫn căng tràn nhựa sống, đầy năng lượng. Và đâu đó vẫn phảng phất nét duyên của một cô gái mà khán giả từng yêu mến, qua Nếu Như Anh Đến, Chuyện Tình Nhà Thơ, v.v. Đầu năm 2016, Vân Mai Hương và Phạm Hồng Phước phát hành ca khúc Thời Thanh Xuân Sẽ Qua nhân dịp Valentine. Thời Thanh Xuân Sẽ Qua là một ca khúc thuộc thể loại country pha thêm chút vals enja. Sự kết hợp này đã tạo ra thể loại nhạc khá mới mẻ với đại bộ phận nghe nhạc tại Việt Nam. Cũng trong năm này, Vân Mai Hương được lựa chọn làm giám khảo Việt Nam Idol Kids. Sau khi chương trình kết thúc, Vân Mai Hương ra mắt MV Beautiful phê phán phẫu thuật thẩm mỹ. MV lấy bối cảnh của một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, ở đó các cô gái mặc đồng phục, vừa giống bệnh nhân vừa giống tù nhân. Họ được cân đo đong đếm kỹ lưỡng và ướm thử những bộ phận cơ thể chuẩn đẹp. Nhưng khi nằm trên bàn mổ, Vân Mai Hương bỗng nhận ra vẻ đẹp này không phải là điều mình muốn, mà chỉ là vẻ đẹp của người khác áp đặt. Vân Mai Hương chia sẻ, nữ tính nhưng không kém phần tự tin, quyết liệt, đó là nói về quyền được đẹp của phụ nữ, hay nói đúng hơn là quyền được tôn trọng ngoại hình và yêu thương chính mình, bắt đầu từ yêu thương ngoại hình của mình. Ngày 3 tháng 1, Vân Mai Hương giới thiệu đến khán giả ca khúc
Những khát khao ấy do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa sáng tác, ca khúc Những khát khao ấy nằm trong album sắp phát hành của Văn Mai Hương trong thời gian tới hợp tác cùng với nhạc sĩ Khắc Hưng. Văn Mai Hương cho biết Những khát khao ấy mang phong cách khác với những ca khúc trước đây của cô. Có thể nói đây là một bản ballad dịu dàng và đầy nữ tính, nói lên được tiếng lòng của người con gái đang yêu. Những khát khao ấy thể hiện khát khao thầm kín trong sâu thẳm tư duy của con gái trước khi yêu. Ca khúc thể hiện được chất giọng cũng như cách xử lý rất tốt của Văn Mai Hương với quãng giọng khá rộng và nhiều nốt treo cao liên tục. Những ngày qua, Văn Mai Hương trở thành cái tên chiếm sóng khắp các trang tin giải trí và các diễn đàn mạng xã hội, chính thức tuyên bố chia tay với bạn trai sau hơn một năm yêu nhau vào tối ngày 8 tháng 11. Đây cũng chính là lần đầu tiên Văn Mai Hương chia sẻ nhiều đến thế về bạn trai sau một thời gian dài yêu trong âm thầm. Chia tay không phải là chấm dứt, mà để hai ta sống cuộc đời khác tốt đẹp hơn. Văn Mai Hương viết trên trang cá nhân, kèm theo đó là hình ảnh cô mỉm cười rạng rỡ, nắm chặt tay người yêu để nói lời kết thúc cho mối quan hệ kéo dài suốt hơn một năm qua, cũng để chứng minh đến phút cuối, Văn Mai Hương vẫn dành cho người đàn ông mình từng yêu tất cả sự trân trọng. Đáng chú ý hơn, trong dòng chia sẻ của Văn Mai Hương trên trang cá nhân, cô cũng giải đáp cho sự vắng lặng trên thị trường âm nhạc hơn một năm qua đối với người bình thường. Đó có thể là quãng thời gian không dài, nhưng đối với một người nghệ sĩ, hơn một năm là thời gian đủ để có thể đánh chìm họ khỏi showbiz và khiến khán giả lãng quên như quy luật hiển nhiên. Và Văn Mai Hương, cô đã làm mất tất cả thời gian như thế để bên người đàn ông của mình. Tôi không hề hối tiếc vì hơn 400 ngày qua đã chọn anh chứ không phải là âm nhạc, chọn yêu một thanh tra xây dựng chứ không phải là một soái ca ngôn tình. Album đã thu xong tôi ngừng ra mắt, MV đã xong concept tôi cũng bỏ lại phía sau, những hợp đồng lưu diễn nước ngoài tôi đành xin lỗi đối tác. Anh cho em những dại khờ, anh cho em những ngày tháng mơ mang về tình yêu, mang những câu thơ nồng cháy, ngỡ như chuyện tình trong. Một nghệ sĩ trẻ mới 23 tuổi đầu đời và gần 7 năm tuổi nghề như Văn Mai Hương, đó là sự đánh đổi đến khâm phục mà không phải ai cũng đủ dũng cảm để thực hiện. Vì có mấy ai còn trẻ thế, đang được khán giả chào đón như thế, lại sẵn lòng bỏ hào quang trở về góc bếp theo tiếng gọi của tình yêu. Nhưng rồi sau hơn một năm, yêu như chính giấc mơ đời mình, Văn Mai Hương đã nhận ra âm nhạc mới chính là tất cả của cuộc sống, để trái tim cô rộn ràng, không ủ ê, sầu não. Đó cũng chính là lý do Văn Mai Hương chọn kết thúc mối tình với chàng thanh tra xây dựng sau hơn một năm yêu hết mình để bước vào một cuộc đời khác đẹp đẽ hơn. Tôi không giận anh, không hận anh, chỉ là năm tháng thanh xuân còn rất xanh và tôi đang đi tìm mùa quả chín. Chia tay không phải là chấm dứt mà để chúng ta bước vào một cuộc đời khác đẹp đẽ hơn. Những lời chia sẻ của Văn Mai Hương để kết thúc một mối tình đẹp đẽ hơn một năm dài được ví như câu chuyện ngôn tình mà ít có nghệ sĩ nào dốc lòng viết ra như thế. Tất nhiên, mối tình kéo dài hơn một năm đi đến hồi kết cũng không phải là chuyện lạ lẫm trong showbiz. Nhưng điều đáng nói là những góc khuất phía sau cuộc tình mà người trong cuộc chia sẻ mới là điều khiến khán giả phải dành thời gian quan tâm, cũng như đi đến kết luận có nữ ca sĩ nào yêu say đắm hết mình như Văn Mai Hương. Trong câu thơ anh muốn điều gì? Một hôm anh ghé qua, tặng em những câu thơ tình viết trong bao ngày yêu thương. Anh cho em những ngọt ngào, anh cho em những ngày tháng mơ mang về tình yêu, mang những câu thơ nồng cháy, phút giây dịu dàng. Còn nhớ cách đây 3 năm, Văn Mai Hương từng làm tốn không ít giấy mực của báo chí khi tuyên bố đường ai nấy đi với nam ca sĩ Lê Hiếu sau hơn 3 năm hẹn hò. Thời điểm đó Văn Mai Hương mới 20 tuổi và còn non dại trong tình yêu. Vì thế sau cú sốc chia tay đã làm cho cô tổn thương ít nhiều. Chúng tôi đã chia tay rồi. Thật là buồn khi phải nói ra điều này, giống như mình đang tự tay sắt muối vào vết thương. Nhưng chuyện chia tay không thể giấu mãi được, chúng tôi đã còn quá trẻ và sẽ có những quyết định riêng trong tương lai. Duyên phận giữa hai đứa chỉ đến đây thì mình đành phải chấp nhận. Văn Mai Hương đã nói như vậy, nhẹ bẫng nhưng chẳng thiếu dày dứt trong bài phỏng vấn cho một trang tin điện tử ngay sau khi tuyên bố chia tay Lê Hiếu. Tuy nhiên dù sau mỗi mối tình, Văn Mai Hương tổn thương nhiều thế nào, cô cũng dành cho người đàn ông đã đi qua cuộc đời mình những lời lẽ trân trọng tốt đẹp nhất, không hờn giận hay oán trách. Chỉ bởi với nữ ca sĩ sinh năm 1994 này, chia tay là để cho cả hai có lối thoát bước vào cuộc đời mới. Sau khi chia tay Lê Hiếu, Văn Mai Hương tập trung ra mắt các sản phẩm âm nhạc chất lượng và chiếm trọn tình yêu của khán giả. Những gì Văn Mai Hương đã làm được trong chặng đường sự nghiệp nghệ thuật không ai có thể phủ nhận.
Còn bây giờ khi đã kết thúc mối tình hơn một năm, Văn Mai Hương sẽ có cuộc sống mới như thế nào? Chắc chắn chỉ cô mới là người có thể sở hữu đáp án chính xác nhất. Tuy nhiên, bạn bè đồng nghiệp và những người hâm mộ đều có thể tin tưởng rằng Văn Mai Hương đủ mạnh mẽ để tận hưởng trọn vẹn cuộc sống với âm nhạc, tình yêu lớn nhất mà cô đã lựa chọn, cũng như chưa bao giờ thay lòng đổi dạ.